Sau 2 ngày xét xử công khai, Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng vừa đưa ra xét xử 10 bị cáo trong đường dây làm giả sổ đỏ, đánh tráo sổ thật để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Vũ Quý Lãm, 37 tuổi, quê tỉnh Hải Dương, có biết một số cá nhân ở Đà Nẵng thường đăng tải thông tin, hình ảnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với sổ đỏ lên mạng xã hội để bán nên tải về rồi làm giả các giấy tờ này. Lãm và đồng bọn đến gặp người rao bán đất, yêu cầu xem sổ đỏ thật rồi lợi dụng người bán sơ hở để đánh tráo sổ đỏ giả để lấy sổ đỏ thật. Có được sổ đỏ thật, Lãm đăng thông tin bán các lô đất này lên mạng với giá rẻ hơn giá thị trường và giá của chủ đất đưa ra trước đó. Khi có người liên hệ mua đất, Lãm chỉ đạo đồng bọn tìm kiếm người để đóng giả chủ đất và chụp ảnh như người đóng giả này chuyển cho Lãm để làm giả chứng minh nhân dân. Tiếp đó, Lãm đưa những người đóng giả đến ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất rồi chiếm đoạt tiền của bị hại. Với thủ đoạn trên, từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 3 năm 2021, Lãm và các đồng phạm đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đà Nẵng với tổng số tiền hơn 6 tỷ đồng. Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 10 bị cáo mức án từ 8 đến 25 năm tù. Trong đó, bị cáo Lãm cầm đầu đường dây này chịu mức án 25 năm tù.